ca đỡ đẻ hiếm gặp gỡ xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 10 tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Sản phụ Mông Thị Phường dân tộc Cơ Mú, trú xã Bảo Nam, trở dạ, được người thân gọi xe taxi chở đến trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn. Không may trên đường đi, chị Phường bị dở ối. Chiếc xe taxi phải dừng lại để người thân của chị trải ni lông bên vệ đường, đỡ sản phụ xuống. Ảnh Infonet. Người dân đi đường ngay lập tức chạy xe máy đến gọi lương y tại trạm y tế xã Hữu Lập huyện Kỳ Sơn, tới đỡ đẻ cho chị Phường. Sau đó không lâu, sản phụ được lương y Lương Thị Nhung đỡ đẻ, lái xe taxi cũng dừng xe che chắn. Con trai của chị Phường chào đời an toàn, nặng nề 3,2 kg. Cháu bé nhỏ được lương y cắt và buộc dây rốn tại chỗ. Cả hai mẹ con được đưa đến trạm y tế xã Hữu Lập để chăm sóc. Ảnh Infonet. Sự việc đang thú vị sự để ý trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ cảm kích trước sự tử tế và tốt bụng của lái xe taxi, nữ lương y cùng những người dân đi đường. Em bé nhỏ được chào đời từ tấm lòng lương thiện của những người xung quanh. Mong cho cuộc đời em sau này cũng được may mắn và suôn sẻ, Thành Viên Bình Minh viết. Đỡ đẻ trên đường cũng nguy hại lắm chứ, may mắn là mẹ tròn con vuông. Chúc mừng gia đình. Cuộc sống lúc nào cũng có những điều tốt đẹp thế này thì hay biết mấy. Một dân mạng khác bình luận.